Bruh. Ah, si ba. Ôi. Ôi trời, 3 tí rồi, 39 rồi, mà kêu nó thôi. Một kill luôn. Vâng, chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một buổi content. Ma trốn kìa. Con lợn này chạy nhanh thế nhở. Sủi nhanh thật. Chết rồi. Mình không biết là chơi chế độ gì nhiều kinh nghiệm nhất. À, mình xin phép anh em mình chấm có mẹ cái gì đấy màn hình đây được. Để mình chấm có mẹ cái gì với màn hình bắn nó dễ đi. Cheat man. Đây, giới thiệu với em, đây là lọ tun của mình đấy, thấy không? Rồi, hiệu quả nhá. Đây là cách mà mình bắn sniper hơn nữa. Thấy không? Bắn phát nào nó chuẩn phát đấy luôn, không bao giờ trượt. Bần cùng quá thì mình phải chơi cái trò này thôi. Ui, có thể tin được. Mình có thể bắn được như thế các bạn. Nó khác biệt nhờ. Úi dồi. Đi. Toàn đen phải lìn ra. Toàn gặp một cái đứa hồi sinh ngay mõm thì chạy tiếp theo được. Quá đáng bừa đấy chứ. Sau đó hai thằng đứng cùng nhau thì nó vẫn giết được mình xa vãi lìn ra. Đứng xa vãi cả lìn ra vẫn chết mình. Yes. Nó còn rình rình ở trên này ạ. À, không nên cầm đất choi. Mẹ mày cứ cố làm cái gì. Bình thường làm content thì đều thôi nhau. Chứ cần là bắn lên trên đây toàn tao đẻ hết à. Có tí diễn viên thì may ra mình mới chơi làm content được. Nói làm content thì thôi chứ khó lắm. Đó, thế đó. Đơn giản thôi. Một viên vào đầu là chết. Nó nghe thấy từ bước chân mình đúng không? Hay là nói là như thế chứ. Ô kẹt mẹ rồi. Tìm bước chân gần. Ôi chỉ 57. Tôi mời em đâu nấy cho à? Được em ơi. Chết. Em kéo nhá. Úi dồi. Thằng này nó hú hay sao ấy? Thằng này nó luôn biết mình ở vị trí nào. Thấy không? Ừ, đồng ý là nghe tiếng bước chân nhưng mà làm gì có chuyện quanh đấy đấy. Lúc nào không có người bên cạnh. Lúc nào kiểu nó căn trước mình ở đâu ấy. Đấy, đứng gần như thế này còn nó còn không biết. Thằng này bắt đất ảo ấy, thằng quay tay gờ ấy. Làm gì có chuyện vô lý thế nhở? Thật mà. Đây là nó kê sẵn mình rồi. Úi dồi. Mình là sau trước rồi. 12 rồi các em ơi. Ok. Nhớt, top 1 luôn. Vừa qua sniper dễ dàng. Bảy kill. Tám kill. Chín kill.
Một kill nữa thôi. 21, ui, vẫn chưa top luôn kìa. Top 1, 2, 2. Ui, mất ké luôn kìa. Mình nghe tiếng bước chân gần mà không nghĩ là nó gần đến thế. Uzi thì bắn rau đi em ơi. Em vẫn hồi sinh đây luôn kìa. Vẫn kém to mồm một mạng kìa. Tiếp theo này anh em ơi. Chưa chưa. Hay quá, đổi mạng, đổi mạng, đổi mạng. 26, 28 này. Tầm gần quá. Ok. Đâu, nó thò mặt ra đấy. Nhân. Nhân, bom luôn. Đây rồi, 31 lên top luôn. Đùa top quá là căng thẳng luôn này. Ok. 32 rồi, 32 đều 32, 33 này. Chờ đùa cấp căng nhá. Ba ba đều này. Bùm. 35 rồi, ui, tao 35 rồi. Ok, 34 là 34 35 rồi anh em ơi. Một kill đó, một kill đó. Ok này. Ơ, cái này có đút 3 mà quên. Lâu dùng katana. Tao 1 luôn, tao 1 luôn, tao 1 luôn, tao 1 luôn. Đây rồi. Tiếng súng gần. Tiếng súng xa như tiếng 43. Tôi chết rồi. 38. Tôi chết rồi, quả đấy trượt. Rồi, 39 rồi, 1 kill nữa thôi. Một kill nữa. Con mẹ đùa. Con mẹ đùa thật đấy. Mày tiếp nó là thế nào luôn rồi. Có vẻ đến như thế rồi, chạm vào người nó rồi mà vẫn chết.